Sự thật về giày cao gót. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về những đôi giày cao gót đầu tiên của những kỵ binh Ba Tư thế kỷ thứ 10. Cố lên, cố lên. Dạ, thật là điêu luyện. Gì luôn tuyệt nhất. Hay, hay lắm, hay lắm. Họ thật là giỏi làm sao? Không biết đến khi nào mình mới có thể làm được như họ. Là một kỵ binh là niềm mơ ước quá lớn lao đối với mình. Nhóm tiếp theo, tiếp tục. Đến lượt mình rồi, phải cố lên mới được. Kìa ra, sao cậu còn chưa tập trung lại đây? Cậu nhóc bé bỏng còn đang tập bật nhảy ngoài chuồng ngựa thưa chỉ huy. Cần tìm một chiến mã tương xứng với cậu bé đi. Cái thân con ngựa còn qua cả đầu cậu ta nữa đấy. Xin lỗi chỉ huy. Tôi... Thôi được rồi. Lần sau cậu hãy chú ý hơn nha. Này nhóc, để xem tài năng của cậu thế nào. Có những chuyện nên lượng sức mình trước khi phải trả giá đấy nhóc con à. Thay vì làm phiền người khác, sao anh không làm tốt việc của mình đi. Ôi trời ơi, nhìn kìa, lại là cậu bé rê ra. Chết tiệt. Không ai khác lại là rê ra sao? Cậu bé nhỏ dường như luôn quá sức với yên ngựa. Mau trở về với mẹ của cậu để được vỗ về đi, chàng trai bé bỏng. Chỗ của cậu ta không phải là ở trường đua, mà là nơi thấp nhất của con ngựa đó. Chính là dọn phân ngựa ở chuồng ngựa kia kìa. Hãy mau bỏ cuộc đi. Tất cả im lặng. Reza, Reza, đứng dậy và điều khiển con ngựa của cậu vào bãi đi. Vâng, thưa chỉ huy. Dạ, thưa Selim, tôi muốn rút khỏi đội kỵ binh. Tại sao vậy? Không phải lúc cậu xin vào đội kỵ binh, cậu nói đây là ước mơ lớn nhất của mình sao? Thưa chỉ huy, mọi người nói đúng. Tôi không có tố chất để trở thành kỵ binh là tôi đã mơ mộng hão huyền rồi. Không ai có sẵn tố chất mà có thể trở thành kỵ binh mà không qua luyện tập cả. Ý tôi là luyện tập từ kỹ năng cho đến tâm lý. Chỉ một chút khó khăn là bỏ cuộc. Và cậu tin như vậy là chấm dứt mọi lời trêu ghẹo đó sao? Như thế cậu chỉ làm cho họ thấy cậu đúng là chẳng làm được kỵ binh. Người kỵ binh sao lại có thể yếu đuối và sẵn sàng nhục chí như thế? Nhưng tôi không thể. Rê ra hãy nhớ, cậu không thể bỏ cuộc nếu chưa cố gắng hết sức. Mỗi quyết định đều ở cậu. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Cố lên nào Rê ra, mày sẽ làm được mà. Những người có tạng người to lớn, họ thật uyển chuyển để vừa phi ngựa vừa bắn cung tên. Mình lại quá nhỏ bé nên toàn mất thăng bằng trượt xuống. Phải chi đôi chân này cao thêm khoảng một thất nữa thì tốt. Hay là... À ha, sao mình không tự làm cho mình cao hơn bằng những đôi giày chứ? Chẳng phải cao lớn hơn sẽ dễ dàng điều khiển khi ngồi trên ngựa và phi ngựa hơn sao? Như vậy chắc là đủ cao rồi. Mình sẽ đóng những mảnh gỗ này vào gót giày để khi mang vào, nhìn mình sẽ thật cao lớn. Nhìn kìa mọi người, cậu bé tí hon lại đang bày trò gì kìa. Này, chắc hẳn cậu ta đang luyện tập để dự thi cuộc thi cho đức vua tổ chức sắp tới không? Trên giàn hé bổng lại tập luyện đấy, có sự cố gắng nha. Nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi. Yếu đuối như cậu ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì được đâu. Nào, phải cố lên Xê-gia. Ôi trời ơi, cậu ta giả điếc luôn rồi. Yeah, mình làm được rồi. Năm đó, tại đất nước Ba Tư, nhà vua đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn kỵ binh bắn cung giỏi nhất với giải thưởng rất hậu hĩnh. Chà, ôi chao, năm nay nhà vua tổ chức cuộc thi thật hoành tráng. Có ai đặt cược cho binh sĩ nào sẽ thắng giải không? Gì chẳng phải là quán quân năm ngoái sao? Năm nay anh ta vẫn tham gia đấy. Năm nay có đến 11 tráng sĩ tham gia ư? Thưa đúng như vậy ạ.
bắt đầu đi. Ôi thật không ngờ, xem ai đây nào, chẳng phải gặp lại Reza bé bỏng đây sao? Trông cậu kìa, cậu đang đi cái thứ quỷ quái gì ở chân thế này? Nó là chiếc giày tốt nhất của tôi đấy, anh Eri. Này Reza, tốt nhất là người hãy tránh xa ta ra một chút, đừng có mà cản đường ta. Ta cũng nhắc người một câu, nhà vua đang ở trên kia theo dõi cuộc thi. Nếu ngươi còn diễn trò ở sân đấu như mấy lần trước thì cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ sớm tạm biệt cái cổ sớm thôi. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, kết quả thì phải chờ đến cuối mới biết được. Ôi, biết quá đi. Hả, cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể như thế được, là nhóc có sao? Vượt qua đoạn cua cong khúc kia mà tên ấy vẫn giữ thăng bằng tốt thế, người không hề xê dịch. Này thằng nhóc đó bị ma ám hay sao chứ? Không thể như thế được. Này, người đang dẫn trước là ai vậy? Nhìn vẫn còn trẻ quá ha. Thưa bệ hạ, cậu ta tên là Reza, là người đăng ký muộn nhất, do Selim tướng quân cứ một mực xin cho nên danh sách mới được bổ sung đấy ạ. Thần nghe nói là người mới tham gia huấn luyện đội kỵ binh hoàng gia một thời gian ngắn, cũng là người trẻ nhất trong đội. Nếu không được tuyển chọn vào thi thì quả là đáng tiếc đấy. Cậu ta tuy trẻ tuổi nhưng không phải là người có kỹ năng tốt nhất, nhưng rất có phong thái và tinh thần chiến đấu, màn trình diễn giữ thăng bằng đầy mãn nhãn. Dạ thưa bệ hạ, quả đúng là như vậy. Sau khi kết thúc trận đấu, hãy gọi cậu ta lên đây, trẫm sẽ ban thưởng. Wow, xuất sắc, thật là tuyệt mỹ. Người kỵ binh đã quá từ khôi luôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ kính chào bệ hạ, thần chính là Reza ạ. Tốt lắm, hôm nay trẫm đã theo dõi màn trình diễn của người không rời mắt, quả là rất có phong thái. Thần không dám, tạ ơn bệ hạ. Đôi giày của ngươi trông thật kỳ lạ. Dạ thưa bệ hạ, trước đây thần là một kỵ binh kém nhất trong đội, dù tập luyện chăm chỉ đến đâu thì vóc dáng nhỏ bé cũng không thể giúp thần trở thành một kỵ binh điêu luyện, nên thần nghĩ ra cách đóng thêm gót cho đôi giày cao hơn. Từ khi có đôi giày này, thần có thể dễ dàng đứng lên khi ngựa phi nước đại, giữ an toàn khi phi ngựa, và đặc biệt làm cho thần có cảm giác rất tự tin khi mang nó ạ. Người thật thông minh, hãy từ từ đi lại trẫm xem nào. Người đâu, gọi thợ đóng giày trong cung điện học theo Reza, làm cho kỵ binh của trẫm những đôi giày tương tự. Nó sẽ là đôi giày bắt buộc của kỵ binh của ta trở về sau. Vâng thưa bệ hạ. Từ đó, giày cao gót dần trở nên phổ biến trong quân đội kỵ binh Ba Tư. Thậm chí, những đôi giày cao gót này còn thường xuyên được kỵ binh Ba Tư sử dụng trong chiến trận. Đến thế kỷ thứ 16, khắp châu Âu, những đôi giày cao gót được du nhập vào châu Âu qua con đường ngoại giao. Đến thế kỷ thứ 17, phụ nữ bắt đầu mang giày cao gót với phần đế mỏng và cách điệu hơn. Vì ảnh hưởng từ phong trào nam giới từ bỏ trang sức diêm dúa đã được khởi động tại Anh, và giày cao gót chuyển thành đặc trưng dành riêng cho nữ giới. Con voi và người quản tượng. Tương truyền rằng vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn. Voi có ba cái đai bằng vàng ở lưng. Người chăn giữ nó là một vị quản tượng mậu. Quản tượng yêu thương nó rất mực. Tại sao voi quý của nhà vua lại mắc thứ bệnh kỳ lạ này chứ? Sau cả tuần nay, ngài chả thiết ăn uống gì. Ông quận, xin hãy gắng lên. Ngài là chú voi kiêu hùng nhất mà chúng tôi từng biết cơ mà. Biết phải bẩm báo với nhà vua thế nào đây? Nhất định trong đêm nay tôi phải đi ra ngoại thành một chuyến. Có chuyện gì? Tôi sực nhớ ra có một loại thảo dược lưu truyền trong dân gian có thể chữa được bách bệnh cho voi. Nhưng nó cực hiếm và chỉ mọc trên núi cao, hái lúc mặt trời chưa lên. Tôi nhất định phải đi tìm ngay bây giờ. Ra ngoại thành ban đêm nguy hiểm lắm. Tôi không sao, để cứu sống được ngài quận thì phải làm gì tôi cũng sẽ gắng làm. Thank you.
lại sẽ khỏi thôi. Nhiều năm sau, lịch sử biến thiên, vương triều thay đổi, con voi xám của vua bỏ vào núi sâu ở. Quảng Tượng Mậu lui về quê sống trong cảnh nghèo khó. Nhìn chuôi chinh vàng, ta lại nhớ đến ông Quận. Thế là đã 20 năm mình không gặp lại, không biết bây giờ ông ra sao. À! Trời ơi, ông Quận. Mà núi rừng tối tăm nguy hiểm, nên ông muốn đưa tôi về nhà phải không? Đừng sợ bà nó, ông Quận này thuở trước theo hầu vua, tôi theo giữ ông. Hôm nay ông gặp tôi trong núi sâu, ông thương già yếu nên đưa tôi về nhà đó. Vậy ư? Thật không thể tin được. Mà tôi đã bảo, ông chớ cô đi lấy thuốc, già yếu rồi, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Khỏi lo cho tôi, chỉ tội cho bà, ốm mãi không khỏi vì chẳng có tiền mua thuốc. Thôi, bà hẳn ở đây với ông Quận, tôi soi đèn chạy ra ngoài chặt vườn mía về cho ông Quận ăn. Tôi không thể làm nữa đâu. Ông Quận, ông tốt với chúng tôi quá. Nhưng trời đã gần về sáng, có lẽ ông nên trở về rừng sâu tránh nguy hiểm. Tạm biệt ông nhé ông Quận, xin ông bảo trọng. Với miếng vàng đó, vợ chồng người Quảng Tượng nghèo sống sung túc đến cuối đời, còn chú voi vào rừng sâu ở. Từ đó về sau, không ai thấy voi xám đâu nữa. Tấm ảnh vô hồn. Chào cô, con chào bà. Bà đi chợ sớm thế ạ? Tôi đi mua ít thịt sớm cho tươi, về nấu mì cho bọn trẻ cô ạ. Cha cha, sao mà lại có người sướng như bọn thằng Hùng, cái Hiền nhỉ? Bằng ngần ấy rồi mà mẹ vẫn chăm chút từng tí một. Bà chiều chúng nó quá đấy. Có gì đâu cô, bọn nó bận đi làm tối ngày, không lo ăn uống là gầy ốm ngay. Ăn ở nhà vừa ngon lại sạch, chả hơn à. Bà nói đúng ạ. Ước gì mẹ con cũng ở gần con như bà thì thích biết mấy. Sướng nhất tụi nó. Thôi con đi đã bà nhé. Cô đi nha. Tối mẹ đừng nấu cơm nhé. Con lại đi tiếp khách hả? Ý con là mẹ không nấu cơm cả nhà ấy. Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng. Nhà hàng nào hả anh? Nhà hàng Nhật đi. Em thích ăn sashimi. Ăn quán Hàn Quốc đi. Trời này ăn cay ngon phải biết. Thôi bọn con đi đây ạ. Tối cái Hiền về đón mẹ đến nhà hàng Hàn Quốc đối diện công ty anh đấy. Vâng. Mẹ nhìn con hôm nay có xinh không? Dạo này con chăm sóc da kỹ lắm, nên nhìn khá hơn mẹ à. Con gái của mẹ lúc nào chả xinh. Mẹ với Hiền đến lâu chưa? Con tặng mẹ. Ủa, nhân ngày gì mà tặng mẹ hoa thế này? Nhân ngày của mẹ, mẹ ạ. Ngày của mẹ là sao? Mẹ đúng là chẳng cập nhật gì cả. Mấy năm gần đây, người ta hay mừng ngày của mẹ giống bên Tây ấy. Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ. Mẹ già rồi, không thạo bằng hai đứa. Cảm ơn hai con nhiều nhé. Anh ơi, ăn cái này đi.
món này ngon nè. Cái đấy ngay lắm, để anh chọn cho. Mày chẳng sành gì cả, ăn cái này nè. Ăn đồ hàng thì phải hỏi anh, để yên anh chọn. Mẹ, mẹ, chụp ảnh đi mẹ. Thôi mẹ không chụp đâu, ngại lắm. Ngại gì mẹ, chụp ảnh thôi mà. Để yên em chụp máy em trước, mẹ cười đi mẹ. Xong chưa, mày đi ra cho anh chụp. Cho em vào ảnh với, hôm nay em mặc đẹp thế này cơ mà. Lắm chuyện, nào chụp nhé. Mẹ ơi, mẹ cười đi mẹ. Xong rồi, đăng lên Facebook đi anh. Để yên anh đăng trước, kệ anh. Em cứ đăng, của ai người đó úp. Anh nhìn này, em trích câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thế mà vừa đăng đã được 20 mấy người thích này. Thế mà cũng khoe, nhìn này, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Suốt cuộc đời lòng mẹ mãi mãi theo con. Mừng ngày của mẹ yêu dấu. Ai chà, anh mày làm marketing mà, phải biết cách viết thế nào để đọc cái thích ngay. Thế mới kiếm ra tiền cô ạ. À, em phải học anh mới được. Ảnh của anh không đẹp bằng của em, nhưng câu đề tựa thì xuất sắc. Mẹ, mẹ ăn không quen, nó hơi cay. Mẹ phải năng đi ăn nhà hàng với bọn con vào mới quen được. Hai đứa ăn đi, mẹ cũng không đói lắm. Nãy trước khi đi mẹ cũng ăn chút chút rồi. Bà hai hôm nay không đi chợ hả? Bà Lan đấy à, hôm nay tôi hơi mệt nên để lát mới đi. À, tôi biết rồi. Hôm qua đi ăn mừng ngày của mẹ với thằng Hùng cái Hiền, về muộn quá nên thiếu ngủ chứ gì. Sao bà biết tôi hôm qua tôi đi với hai đứa hay thế? Ôi, thằng Kiên nhà tôi hôm qua mở mạng ra cho tôi xem ảnh mà. Bà sướng thật đấy. Cái ngày tận bên Tây người ta ăn mừng mà hai đứa nó cũng tổ chức cho bà. Bà giỏi thật, cái gì cũng biết nhỉ. Tôi lanh quanh xó nhà chẳng biết gì. Đây bà thấy chưa? Nhưng mà bà lên ảnh không ăn ảnh lắm, không đẹp bằng ở ngoài. Phải cười tươi tí nữa. Kiếm ra tiền sướng thế đó, chứ thằng Kiên nhà này lương thấp, có bao giờ dám ra nhà hàng. Nhưng mà biết mẹ thích ăn vịt, hôm qua anh em nó thịt con vịt rõ nạt. Mấy mẹ con ăn tại nhà thôi, vui phết. Vui thế còn gì. Thằng Kiên nhà bà tâm lý thật, lại thương mẹ. Cần gì nhà hàng cửa hiệu đâu. Mẹ ơi, cháu chào bác hai. Hôm qua anh Hùng ếch quá, đưa bác đi nhà hàng thích ghê. Mẹ lên xe con Đèo. Đã bảo đợi con Đèo đi chợ, chân đang nhức mà cứ cuốn. Mẹ đi được mà, không sao. Con về muộn vất vả, ngủ thêm tí có hơn không? Cháu đi đây bác ạ. À, ừ, hai mẹ con đi nhé. Bà Lan mau khỏi chân nhé. Mẹ nhức chân mà hôm qua chẳng bảo con. Ăn thịt vịt không biết có sao không nữa. Hùng Hiền ơi, mẹ, mẹ có cần gì đâu. Chỉ cần bấy nhiêu thôi con à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.